Cơn bão số 3 và hoàn lưu mưa lũ sau bão đã làm cho hơn 100 lồng bè cá ở nhiều phường xã như Minh Khai, Lam Sơn, Phú Cường trên địa bàn thành phố Hưng Yên bị hư hỏng, thậm chí là bị chìm, thiệt hại ước tính khoảng 18 tỷ đồng. Tuy vậy, nhờ có kinh nghiệm quản lý lồng nuôi nên đến nay toàn bộ 60 lồng bè với khoảng 400 tấn cá của hợp tác xã cây ăn quả đặc sản và nuôi trồng thủy sản quyết thắng xã Tân Hưng vẫn an toàn, đảm bảo hiệu quả kinh tế luôn cập nhật thông tin dự báo về sức mạnh và cường độ bão số 3 nên vài ngày trước khi cơn bão đổ bộ, hợp tác xã cây ăn quả đặc sản và nuôi trồng thủy sản quyết thắng đã thận trọng thuê thợ lặn xuống kiểm tra toàn bộ, nhất là hệ thống neo ngang, neo dọc của lồng bè. Từ đó, kịp thời gia cố thay thế bổ sung dây chằng định vị, phao nổi nhằm bảo đảm các lồng bè cá chịu được áp lực dòng chảy và sức gió lớn. Sau bão, các thành viên có nhiều kinh nghiệm sông nước lại thay nhau ứng trực để gỡ để một lượng rêu rác vật cản khổng lồ đổ về cùng nước lũ. Bởi với lượng rác lên đến hàng nhiều tấn, có thể dễ dàng nhấn chìm lồng bè nếu không được xử lý kịp thời. Trong cái lúc bão gió thì cái sức gió mà sóng nó giật, thì đây là một cái chịu áp lực nhất. Thì cái này lúc này là quan trọng nhất. Cái neo ngang sẽ giữ lại mà không được cho bè đánh vào bò. Và toàn bộ anh em thì phải đứng trực để đẩy cho toàn bộ cái thống rác rèo của rừng nó trôi về. Kinh khủng, có khảng hàng trăm khối rác về thì nó ép vào bè và nó sẽ làm chìm con bè xuống nếu mà không mình không ở đấy trực chiến không đẩy đều thì con bè nó sẽ bị phá hủy. Với 60 lồng nuôi, hiện 12 thành viên hợp tác xã cây ăn quả đặc sản và nuôi trồng thủy sản Quyết thắng, xã Tân Hưng đang duy trì nuôi khoảng 400 tấn cá lồng, chủ yếu là các loại cá lăng, chấm, chép, diêu hồng, rô phi. Sau khi mà báo lũ thì chúng tôi đã xịt rửa lồng bè, rửa xong thì bắt đầu hòa nước vôi củ với ta, té bốn xung quanh lồng, xong là bắt đầu là thuốc chúng tôi lấy để cho cá phòng bệnh lắp hết hệ thống kể cả là sủi sục để làm nước trong rồi có oxy thay đổi nguồn nước cho con cá thì đến bây giờ là rất tốt. Nghề nuôi cá lồng trên sông ngày càng gặp nhiều khó khăn thách thức nhất là hiện nay biến đổi khí hậu mưa lũ diễn biến bất thường đòi hỏi người dân phải tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Tuy vậy để biết cách phòng chống và khắc phục nuôi cá lồng vẫn là nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao trừ chi phí trung bình một lồng nuôi khoảng 6 đến 8 tấn cá sẽ cho thu lãi trên dưới 50 triệu đồng mỗi năm